Thì xin chào các bạn, hôm nay có một anh gửi một cây quạt. Cây quạt này là cây quạt hiệu Vinta. Cây quạt này là mua không có tốn tiền, được tặng. Nhưng mà nó bị hư là nó bị nguồn nha bạn. Để ghim lên là nó không lên. Thì như mấy cái clip trước thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là mình sẽ đo trước. Này các bạn tháo bốn mỏ ốc phía nắp phía sau. Thì cái này thì các bạn sẽ tháo ra các bạn đo trước. Nếu mà tình hình mà đo mà các cái sợi dây này thì nó có trở kháng hết thì các bạn có thể là các bạn sẽ không xử lý cái cuộn đồng. Mà nếu mà các cái sợi dây này mà nó có một sợi nào mà nó mắc trở kháng hoặc là nó đủ trở kháng hết thì mình biết đường rồi, các bạn sẽ tiến hành, các bạn sẽ xử lý cái phần dưới đây hay là phần trên đây, chứ không phải mà cái quạt nào mà các bạn mới vô các bạn cũng đè các bạn thay cuộn đồng. Có nhiều khi thông hư cũng đồng với bạn thai cũng không phải. Này thì các cái bước đo thì mình đã có hướng dẫn cho các bạn rồi, thì các bạn sẽ đo hai cái đầu trước, hai cái đầu tụ này, các bạn sẽ chích vô hai cái đầu tụ trước nhé. Này rồi thế nào nó không lên này, nhưng mà có một cái sợi dây làm như nó bị cháy này, cháy nó bị đứt rồi các bạn. Này thì cái này là một cái dấu hiệu khả quan nha. Tháo ra mà thấy có sợi dây đứt rồi. Cũng hên hên đấy. Đây các bạn sẽ tháo ra, các bạn sẽ đo luôn, tháo cái nút ra trước nha. Đo 5 sợi dây đủ hết coi nó có đủ chất kháng không. Đây. Đó. Đây các bạn sẽ đo một cái sợi dây màu hồng nè. Với một cái sợi dây màu đen. Đây các bạn thấy trở kháng lên là 974. Từ sợi dây màu đen tới sợi dây màu xanh lá cây 713. Từ sợi dây màu đen tới sợi dây màu vàng 600 mấy đó. Đây. 643. Sợi dây màu đen tới sợi dây màu trắng 574 đó. Thì cái quạt này bây giờ là mình kết luận là cái cuộn dây của nó là nó không có bị đứt nha các bạn, và cái cuộn dây trên đây là sẽ còn. Là cái quạt này mới mua luôn anh? Dạ mới. Tức là cái cuộn dây trên đây là cuộn dây nhôm nhưng mà nó chưa đứt, vẫn còn xài được. Thường thường cuộn dây nhôm là anh có thể anh xài được, thấy mấy anh mấy chị lại đem thai cũng xài được cũng 1-2 tháng gì đó mà nó mới đứt, chứ nó đâu có mùa mà mới đem về mà đứt liền. Đấy. Không phải cái quạt nào mà vừa đem lại em cũng đè em thai hết, mình phải kiểm tra xong rồi hên hên đó, thì giống như cái quạt này. Đấy. Đấy các bạn sẽ tháo sợi dây lại. Còn nếu mà nó dính tới cái cuộn đồng ở trên đây thì thay mất hơi lâu thời gian. Không, cứ thay luôn cũng được. Thay cho nó bỏ. Không có nè, ví dụ như mình tận dụng được thì mình tận dụng. Chứ nó chưa có đứt mà mình đem mình thay gì cũng
không hợp lý cho mấy. Em sửa em thay đúng bệnh, đúng bệnh, thí dụ như nó nghẹt trục hay bó bạc đồ này kia cũng vậy, mình thay cái thay đúng bệnh rồi xài nó bền lắm. Còn cái quạt này mình mới mua là nó nếu mà anh ghim vô mà anh nghe nó khác nghẹt á là nó bị cháy cuộn đồng trên ấy. Yeah. Giống như cái clip em mới clip em mới làm cái hôm qua đó. Như cái quạt đó bạn đó cũng mua trăm mấy nghìn. Quạt này là không có mua. Quạt này được tặng luôn nha. Bóp sát vô rồi ok, này đơn giản vậy thôi đó các bạn, vậy là xong rồi đấy. Hồi nãy cũng hên là kêu ảnh mà ảnh không về, nếu mà ảnh về mất công mai dây lên này, bệnh này gọi là bệnh là đơn giản nhất. Đây thường khách vô luôn mua luôn cũng đồng giá, nói chung là nếu mà mình xài được thì mình nên xài đi. Dạ, đúng rồi. Thường thường cái này chắc cũng xài được cũng vài tháng đấy. Dạ. Chứ mà nó chưa đứt mình thay chi mất mất công nó uổng. Dạ, xài không bền thì mình thay cho nó bền luôn. Dạ. Tại mình xài được ví dụ như được vài tháng mình quay là mình thay cũng chưa muộn. Dạ. Ví dụ như nào mà nó đứt hẳn luôn á. Quạt nó chưa đứt mà cái cuộn nó còn sống, nó đem đè mình thay thì nó cũng không hay. Chưa xài ghim nhưng mà tới chưa xài lần nào luôn á. Chưa xài lần nào luôn hả? Dạ. Đó thì cái này mình sẽ gắn lên nhưng mà của nhà anh ở dưới công viên mà chỗ nào anh? Nguyễn Như Không á. Đường Nguyễn Như Không hả? Ủa anh lên mạng rồi anh... Dạ, lên mạng rồi thấy anh cha sửa quạt hả? Đúng rồi. Lên ngay trang YouTube vậy? Chúng cũng có nhiều chỗ sửa mà tại vì thích cha thử cái gì đó. Dạ. Cái cha ngay nhận anh. Thấy vòng vòng chứ cũng có nhiều chỗ sửa mà. Trên đường Nguyễn Nhân Cử cũng có. Móc này vô là xong. Xong rồi chúng ta thử. Nếu mà cái quạt này mà các bạn mua là cái quạt mà cuộn đồng đó là nó tầm khoảng 300. Còn cái quạt mà cuộn nhôm thì tầm khoảng 150 tùy theo chỗ. Xong giờ mình sẽ bắt lên mình thử nha các bạn. Biết là cái anh đang ngồi anh đang quan mang không biết chạy cái đường không. Đây các bạn sẽ bật nút nha, số 1 này. Quá im luôn các bạn nào.
Các bạn xem mà các bạn thấy hay, các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mình thường thường mình sửa quạt thì nhiều nhưng mà cũng ít có sửa lấy điện lắm. Này cũng hên là cái bệnh nhẹ cho nên là anh ngồi hồi nãy anh ở lại anh lấy luôn là cũng hợp lý. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, các bạn thấy hay các bạn nhớ bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau.